Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Lạc Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Phỏng vấn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về các khoản thu đầu năm học mới. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột khu vực. Sau đây là nội dung chương trình. Chiều ngày 17 tháng 9, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lạc Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Lạc Sơn có những chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh được tăng cường. Các chương trình trọng điểm và chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân huyện được triển khai đúng tiến độ. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2019 đạt 22,8 tỷ đồng, đạt 67% dự toán tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 tháng ước đạt 466 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch năm. Từ đầu năm đến nay, huyện Lạc Sơn đã thu hút được 4 dự án. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy mạnh. Hiện toàn huyện có 8 xã đạt 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, huyện Lạc Sơn phấn đấu đưa xã Thượng Cốc về đích nông thôn mới. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Lạc Sơn đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc như việc thi công một số tuyến đường tại các xã vùng cao do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đã khởi công nhưng tiến độ còn chậm. Vấn đề tinh giản biên chế trong ngành giáo dục gặp nhiều khó khăn. Kinh phí chi trả chế độ nghỉ 108 giải ngân chậm và còn thiếu. Tại buổi làm việc, huyện Lạc Sơn đã kiến nghị một số vấn đề như đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ huyện trong việc thu hút các nhà đầu tư, bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 để đầu tư các công trình trọng điểm do huyện làm chủ đầu tư như đường tránh thị trấn Vụ Bản, đường định cư Ngọc Sơn lên ba xã vùng cao, đường liên xã Thượng Cốc, Phúc Tuy, Phú Lương và một số công trình khác. Bên cạnh đó, huyện Lạc Sơn cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí vốn đầu tư tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường, huyện Lạc Sơn. Đặc biệt tạo điều kiện mời gọi các nhà đầu tư huy động nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng tại một số điểm tuyến du lịch. Liên quan đến vấn đề tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, huyện đang gặp nhiều khó khăn do việc tinh giản biên chế gây nên tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh lại chỉ tiêu giao tinh giản biên chế cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cần có hướng dẫn sắp xếp bố trí giải quyết chế độ chính sách cho 100 cán bộ chuyên trách, không chuyên trách dôi dư sau khi sắp nhập. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao các chỉ tiêu mà huyện Lạc Sơn đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là phát huy lợi thế để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về những nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị muốn phát triển nó là quy hoạch, mà quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch xây dựng. Thế thì đây thì luật quy hoạch đã ra rồi, ban hành rồi, thì chúng ta đang xây dựng cái này. Thì sắp tới Sở Quy hoạch Đầu tư sẽ hướng dẫn. Nhưng mà tôi thấy huyện cũng phải chủ động, các đồng chí tham mưu cho lãnh đạo huyện. Chúng tôi đã bố trí vốn cho quy hoạch chi tiết rồi. Ở đây có thể là 1/2000 tỷ lệ hoặc 1/500. Đấy, cái này tỉnh sẽ lo kinh phí. Nhưng mà các đồng chí phải bám vào quy hoạch đang có ấy, cái nào còn phù hợp với các đồng chí dựng nữa cái quy hoạch 1/2000. Tôi đề nghị là huyện tập trung cái này đầu tiên. Và trong đó để có kế hoạch phát triển cơ sở để xây dựng cái báo cáo cho đại hội. Kế hoạch phát triển cơ sở. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh đến việc phát triển văn hóa du lịch. Huyện cần chọn lọc những điểm du lịch tiêu biểu để tập trung đầu tư, tu bổ, tôn tạo. Huyện Lạc Sơn cần phải tập trung kinh phí, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, thủy lợi, an sinh xã hội, cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo đến mức thấp nhất. Từ nay đến cuối năm, huyện cần rà soát những chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp để tập trung thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu đã đề ra. Đối với những kiến nghị đề xuất của huyện Lạc Sơn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành tiếp thu nghiên cứu, đề xuất giải pháp để giải quyết trong thời gian tới. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức họp mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với sự tham gia của 63 tỉnh thành với 999 đại biểu chính thức tham gia đại hội. Đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình có 11 đại biểu, trong đó có 7 đại biểu là các nghệ nhân, già làng, cá nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh, đại diện cho khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tham dự đại hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị rất quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và đất nước, có ý nghĩa rất lớn trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Mỗi đại biểu của tỉnh Hòa Bình khi tham dự cần nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của đại hội, chủ động tích cực, trách nhiệm, có tinh thần xây dựng khi tham gia các hoạt động của đại hội. Sau khi đại hội kết thúc, các đại biểu cần phát huy vai trò là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến những kết quả của đại hội, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương để sớm lan tỏa trong nhân dân. Ngày 17 tháng 9, đoàn công tác của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng trên địa bàn huyện Tân Lạc. Huyện Tân Lạc hiện có 24 trung tâm học tập cộng đồng. Các trung tâm cơ bản đảm bảo trang thiết bị phục vụ việc dạy và mở các lớp chuyên đề cho cán bộ và người dân. 6 tháng đầu năm 2019, các trung tâm học tập cộng đồng đã mở trên 540 lớp chuyên đề hoạt động với hơn 48.400 lượt người tham gia. Trong đó, số lượt người tham gia học các chuyên đề như giáo dục pháp luật, sức khỏe, văn hóa xã hội, giáo dục kỹ năng chiếm tỷ lệ cao. Tổng kinh phí hoạt động hơn 538 triệu đồng. Tuy nhiên, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng huyện Tân Lạc còn hạn chế như số lượng các chuyên đề do trung tâm tổ chức còn ít, chủ yếu là kết hợp lồng ghép với cơ quan ban ngành đoàn thể hoặc dự án, việc sử dụng chưa hiệu quả. Tại buổi giám sát, huyện Tân Lạc đề xuất bổ sung cán bộ giáo viên làm việc tại trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm trong tình hình mới. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Tân Lạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với người dân, tập trung và duy trì việc tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm việc tại các trung tâm, quan tâm đến cơ sở vật chất cũng như chất lượng hoạt động tại các trung tâm. Đối với đề xuất kiến nghị của huyện Tân Lạc, đoàn giám sát sẽ tổng hợp để gửi tới các cơ quan liên quan xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về công tác triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và công tác triển khai tiến độ thực hiện dự án mua sắm hệ thống thiết bị sản xuất chương trình truyền hình theo công nghệ số hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Chương trình không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hiện đăng tải thông tin và truyền hình trực tiếp trên trang website của đài và kênh YouTube HBTV. Ngoài chương trình tiếng Mường, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã sản xuất thí điểm chương trình tiếng dân tộc Thái. Đặc biệt với việc lắp đặt cột phát sóng cao 125m của Malaysia trong thời gian tới sẽ đáp ứng yêu cầu mở rộng diện phủ sóng phát thanh truyền hình không chỉ trong toàn tỉnh mà cả ngoài tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án mua sắm hệ thống thiết bị sản xuất chương trình truyền hình theo công nghệ số. Hiện nay tiến độ dự án đang thực hiện chậm so với dự kiến. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua sắm hệ thống thiết bị sản xuất chương trình truyền hình theo công nghệ số hóa nhằm đảm bảo cho việc sản xuất các chương trình truyền hình của địa phương theo đúng kế hoạch. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các sở ngành đẩy nhanh tiến độ dự án mua sắm hệ thống thiết bị sản xuất chương trình truyền hình theo công nghệ số theo danh mục mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phê duyệt, đảm bảo đến tháng 6 năm 2020 sẽ hoàn thành dự án và bắt đầu thực hiện phát sóng thử nghiệm. Về cơ cấu tổ chức bộ máy khi thực hiện sắp xếp các phòng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với ý kiến của Đài Phát thanh và Truyền hình và Sở Nội vụ đưa ra. Theo đó, sắp xếp bộ máy của đài từ 10 phòng xuống còn 8 phòng chuyên môn. Đối với vấn đề chi thường xuyên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính quan tâm tạo điều kiện để đài đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang triển khai thu các khoản thu năm học mới 2019-2020. Việc triển khai được thực hiện theo thông tư 55 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của ngành giáo dục địa phương. Tuy nhiên, tại một số đơn vị trường học vẫn còn tồn tại tình trạng khoản thu trong danh mục bắt buộc thì ít
mà khoản thu tự nguyện, thỏa thuận thì nhiều. Mỗi đơn vị thực hiện theo cách riêng của mình. Điều này đã khiến câu chuyện các khoản thu đầu năm học lại nóng lên mỗi khi phụ huynh đi đóng tiền học cho con em mình. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này. Vâng, thưa bà, xin cảm ơn bà vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên thì như sau ạ. Hiện nay thì theo quy định thì những khoản thu nào là những khoản thu bắt buộc, và đối với những khoản thu theo thỏa thuận, nhà trường chỉ được phép thu theo những nội dung như thế nào? Trước tiên chúng ta phải hiểu rằng là không có cái khoản thu nào là khoản thu bắt buộc, mà chỉ có các khoản thu theo cái quy định của nhà nước. Cụ thể thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 1834 ngày 23 tháng 8 năm 2019 và quy định rất là rõ về các khoản thu theo đúng những cái quy định hiện hành, ví dụ như là học phí hay là tiền trông xe, tiền dạy thêm, tiền học thêm, và đây là những cái khoản thu mà người học phải thực hiện theo đúng cái quy định của nhà nước. Và trong cái văn bản đó, Sở Dục cũng đã yêu cầu rất là rõ là các nhà trường phải tăng cường công tác quản lý thu chi tài chính đầu năm học 2019-2020. Thưa bà, thì hiện nay nhiều nhà trường thì tại trên địa bàn tỉnh thì đang thu tiền lao công và vệ sinh. Tuy nhiên cái mức thu này thì lại có sự khác nhau. Có trường thì thu 50.000 trên học sinh, tuy nhiên thì có những trường lại thu tới 100.000 trên học sinh. Vậy thì cái khoản việc quản lý cái số tiền này thì sẽ như thế nào? Đối với những khoản thu thỏa thuận, theo đúng như cái từ thỏa thuận thì chúng ta phải hiểu rằng thỏa thuận là để phục vụ cho bản thân học sinh, và khi tổ chức thu thỏa thuận thì phải có cái sự tự nguyện, công khai và có văn bản thỏa thuận với ban đại diện cha mẹ học sinh, và tuyệt đối không được lạm dụng cái danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định theo đúng cái thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa bà, thì hiện nay thì các nhà trường thì đang tồn tại hai loại quỹ, đó là quỹ hội phụ huynh và quỹ lớp. Và với cái việc mà tồn tại song song hai loại quỹ này trên cùng một lớp học, vậy thì có điều này có bất hợp lý hay không ạ, thưa bà? Phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường thì thực ra là được trích từ cái kinh phí hoạt động của các ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp theo đúng cái nghị quyết của cuộc họp toàn thể các trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh vào đầu năm học. Và cái quỹ này nó cũng có thể là được trích từ cái nguồn tài trợ hợp pháp khác cho cái ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường. Theo quy định và theo đúng cái nguyên tắc, sau khi phụ huynh đóng góp xây dựng kinh phí cho cái quỹ lớp thì sẽ thống nhất trích về trường bao nhiêu phần trăm và số còn lại thì để cho lớp hoạt động. Thực tế cho thấy các khoản thu bắt buộc thì còn tương đối ít, còn đối với những khoản thu thỏa thuận hoặc là những khoản thu tự nguyện thì lại tương đối nhiều. Vậy thì ngành giáo dục đã làm những biện pháp như thế nào để chống tình trạng lạm thu trong các trường học như hiện nay? Đây là những cái khoản thu theo thỏa thuận mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã quy định cụ thể tại văn bản số 1834. Và khi tổ chức thu thì phải đảm bảo thực hiện một cách dân chủ, một cách công khai và có văn bản thỏa thuận với ban đại diện cha mẹ học sinh tại các cuộc họp. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã công khai cái số điện thoại và đường dây nóng trên website của Sở Giáo dục. Vâng, thưa bà, với những cái biện pháp thu sai như vậy thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình sẽ có những biện pháp xử lý như thế nào? Chống tình trạng lạm thu vào đầu năm học ở trong các đơn vị, trong các trường học thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản vào đầu năm học, cụ thể là văn bản số 1834, và nội dung văn bản cũng đã hướng dẫn rất là cụ thể các khoản thu theo quy định. Và đồng thời cũng quán triệt các đơn vị nghiêm túc thực hiện cái công tác thu chi tài chính đầu năm, và cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện theo đúng phân cấp để kịp thời điều chỉnh và chấn chỉnh cái tình trạng lạm thu tại các nhà trường, đặc biệt là những cái khoản thu trái quy định, và từ đó để có hình thức xử lý nghiêm và kịp thời đối với lãnh đạo quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc để đảm bảo thực hiện thu chi theo đúng quy định. Cái điều này thì sẽ phụ thuộc vào mức độ sai phạm của các nhà trường. Nếu như mà nhẹ thì có thể yêu cầu nhà trường hoàn lại cái số tiền đóng góp sai đó cho người học. Và nếu vi phạm mức độ lớn hơn thì tùy thuộc vào mức độ xem xét, tùy thuộc vào cái mức độ đó để có thể xem xét xử lý theo cái quy định. Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi vừa rồi ạ. Phần tiếp theo của chương trình thời sự ngày hôm nay: đến ngày 30 tháng 9 hoàn thành xử lý điểm đen nút giao thông tại quốc lộ 6 thành phố Hòa Bình.
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ công chức. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến, đặc biệt đối với vị trí nút giao km 70+700 quốc lộ 6, địa phận phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp triển khai đầu tư dự án xử lý điểm đen tại nút giao quốc lộ 6 và cửa ngõ thành phố Hòa Bình thuộc địa phận phường Đồng Tiến. Hiện nay các hạng mục dự án đang khẩn trương thi công, phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2019 hoàn thành. Nút giao quốc lộ 6, cửa ngõ vào thành phố Hòa Bình tại km 70+700 thuộc địa phận phường Đồng Tiến có bình diện rất hẹp và nằm trong đường cong có tầm nhìn bị che khuất. Hướng nhìn vào thành phố Hòa Bình thấp và khuất nên đã xảy ra xung đột đối đầu giữa các dòng phương tiện hướng đi từ Hà Nội đi Sơn La và xe đi từ thành phố Hòa Bình về phía Hà Nội cũng như từ thành phố Hòa Bình đi Sơn La. Bên cạnh đó, do địa hình khu vực nút giao có sự chênh cao giữa hướng đi vào thành phố và hướng đi Sơn La, đồng thời có góc giao giữa hai tuyến rất nhỏ, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn của lái xe, gây mất an toàn giao thông. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến qua vị trí nút giao này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp triển khai đầu tư dự án xử lý điểm đen tại nút giao quốc lộ 6 và cửa ngõ thành phố Hòa Bình. Dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư, tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng, thuộc nguồn quỹ bảo trì đường bộ trung ương. Tháng 2 năm 2018, dự án được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Đáp ứng được cái sự mong muốn của bà con là vì nước ở khu vực này là nó rất là nhiều. Thì theo tôi như là người dân ở đây là về góc độ mà người dân nhìn thì là đơn vị là cũng tương đối bám sát hiện trường và thi công suốt cả 3 ca để cho kịp thời tiến độ. Quy mô đầu tư dự án gồm cải tạo nút giao, sửa chữa, cạp vuốt nối mở rộng mặt đường, sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước, tổ chức lại giao thông bằng đảo vạch sơn, giải phân cách, chiếu sáng, đèn tín hiệu và bổ sung hệ thống an toàn giao thông. Sau hơn 1 năm thi công, đến nay đã đạt trên 60% khối lượng xây lắp. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, Sở Giao thông Vận tải tỉnh phấn đấu hoàn thành trên 30% khối lượng công việc còn lại ở hạng mục thảm mặt đường và lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông, hệ thống chiếu sáng. Đây là công trình giao thông, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trên tuyến. Bên cạnh đó, dự án xây dựng cầu trắng thành phố Hòa Bình cũng triển khai thi công, khiến cho lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tại đây rất đông. Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu nhà thầu sẽ huy động tối đa lực lượng, máy móc thiết bị thi công và kể cả thi công vào ban đêm để có thể đẩy nhanh tiến độ thi công cơ bản hoàn thành trong tháng 9 này. Trong cái quá trình thi công thì Sở luôn chỉ đạo các đơn vị nhà thầu quan tâm đặc biệt đến các đảm bảo an toàn giao thông cũng như an toàn lao động. Các cái biển chỉ dẫn hoặc là hướng dẫn cho các cái đảm bảo an toàn giao thông thì được triển khai thực hiện theo đúng cái phương án thiết kế về đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Thì hiện nay với cái biển chỉ dẫn và bố trí người phân luồng của cái cầu trắng này thì sẽ được nhà thầu bố trí trong thời gian triển khai phân luồng từ ngày 19 này. Nút giao quốc lộ 6 cửa ngõ vào thành phố Hòa Bình tại km 70+700 thuộc địa phận phường Đồng Tiến là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh cần được hoàn thành trong năm 2018. Tuy nhiên đến nay đã là tháng 9 năm 2019, dự án vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công khi đã có mặt bằng triển khai thi công và hoàn thiện các hạng mục dự án, đảm bảo chất lượng. Đến ngày 30 tháng 9 phải hoàn thành và trong tháng 10 năm 2019 phải bàn giao công trình cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ công chức là nội dung quan trọng nhằm hình thành phương thức quản lý khoa học hiện đại, góp phần cải cách hành chính toàn diện. Đối với tỉnh Hòa Bình, năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh. Đây chính là nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin từ cấp tỉnh tới cấp xã nhằm hướng tới một hệ thống chính quyền điện tử toàn diện vào năm 2020, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự. Và hiện nay, tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã xây dựng và bước đầu đưa vào sử dụng các ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự thông minh đem lại hiệu quả. Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh bắt đầu triển khai phần mềm quản lý nhân sự riêng của ngành. Thông qua việc sử dụng phần mềm, toàn bộ hồ sơ thông tin của gần 30 cán bộ công chức trên phạm vi toàn tỉnh của đơn vị như tiểu sử, cá nhân, quan hệ gia đình, chức vụ, đơn vị công tác, quá trình công tác, diễn biến, đào tạo, tiền lương, các danh hiệu khen thưởng kỷ luật, đánh giá xếp loại công chức hàng năm,
sở trường công chức, tình trạng sức khỏe được lưu trữ đầy đủ dưới dạng dữ liệu số và có thể tra cứu sử dụng một cách nhanh chóng chính xác. Việc triển khai phần mềm góp phần hỗ trợ tích cực cho việc đánh giá nguồn nhân lực, kiểm soát chặt chẽ biên chế. Mặt khác, việc sử dụng phần mềm công nghệ thông tin góp phần làm giảm chi phí hành chính. Phần mềm ứng dụng cũng cho là cái đối với cán bộ quản lý là trong cái năm nay hoặc là trong cái nửa năm hoặc đầu năm thì có bao nhiêu cán bộ quản lý là sẽ phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại. Cái phần mềm và cái dữ liệu này phục vụ cho cái việc là kiểm tra bất kỳ một viên chức nào thuộc ngành bảo hiểm xã hội ở bất kỳ tỉnh nào qua hệ thống máy chủ của Trung ương, kiểm tra tất cả cái văn bằng và cái độ chính xác của văn bằng hoặc là kiểm tra quá trình công tác của từng cán bộ. Ngoài việc triển khai phần mềm quản lý nhân sự, hiện nay tại một số cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã áp dụng việc quản lý giờ giấc làm việc của cán bộ công nhân viên lao động bằng việc chấm vân tay hàng ngày. Và trường mầm non Tư Thục Sao Mai là một ví dụ. Đã gần 10 năm nay, thay vì thuê nhân sự chấm công cho nhân viên mỗi ngày, thì chỉ với một thao tác quẹt vân tay trên máy chấm công cho mỗi lần đến và về của cán bộ nhân viên tại nơi làm việc, lãnh đạo của nhà trường có thể quản lý cán bộ nhân viên của mình một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Trường mầm non Tư Thục Sao Mai thì được thành lập từ năm 2010 và là đơn vị đầu tiên ứng dụng cái công nghệ thông tin bằng phương pháp chấm công bằng vân tay. Và khi sử dụng cái phương pháp này thì chúng tôi cảm thấy là cái hiệu quả của cái việc quản lý mang lại rất là cao. Giáo viên đến đúng giờ chấm công bằng vân tay theo cái quy định sẵn và khi mà chấm công thì sẽ hiện lên tên của giáo viên, thời gian giáo viên đến. Chấm công ở vân tay ở trên máy thì cũng góp phần làm cho cái năng suất lao động của công ty sẽ có cái sự hiệu quả hơn và đạt cái hiệu quả cao nhất. Hiện nay tổng số cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh khoảng 31.000 người. Trong những năm qua, công tác quản lý hồ sơ cán bộ của các sở ban ngành địa phương trong tỉnh đã được củng cố, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn. Việc quản lý đa phần được thực hiện thủ công bằng giấy, sổ sách, dễ dẫn đến hư hại hoặc thất thoát hồ sơ. Việc cập nhật và bổ sung thông tin của hồ sơ sẽ mất nhiều thời gian. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới trong quy trình quản lý lưu trữ hồ sơ trong các cơ quan đơn vị. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh. Đây chính là nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin từ cấp tỉnh tới cấp xã nhằm hướng tới một hệ thống chính quyền điện tử toàn diện vào năm 2020. Và thực tế hiện nay, nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và bước đầu đưa vào sử dụng các ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự thông minh đem lại hiệu quả. Thứ nhất là giúp cho phòng tổ chức hành chính về quản lý nhân sự rất là tốt. Như là cán bộ viên chức đi làm muộn, về sớm, nghỉ không lý do. Và ngoài ra thì cũng giúp chúng tôi là đánh giá cái bình xét thưởng thi đua hàng tháng rất là thuận lợi, chính xác. Trong thời gian tới, xác định việc quản lý tra cứu hồ sơ cán bộ công chức viên chức phục vụ công tác lãnh đạo quản lý thông qua phần mềm điện tử là xu thế tất yếu của thời kỳ công nghiệp 4.0. Tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ công chức viên chức, đồng thời tiến hành đổi mới quy trình làm việc, từng bước điện tử hóa các khâu trong nghiệp vụ quản lý thông tin cán bộ công chức viên chức của các cơ quan nhà nước. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tin quốc tế, cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út vào cuối tuần qua có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột khu vực. Đó là thông điệp từ quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc tại Yemen gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 9. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Yemen Martin Griffiths nói, sự cố cực kỳ nghiêm trọng này khiến cho khả năng xảy ra xung đột khu vực cao hơn nhiều và về một mối quan hệ xấu đi hơn nhiều. Đặc phái viên cho biết hiện vẫn chưa rõ ai là người đứng sau vụ tấn công. Phiến quân Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm trong một tuyên bố. Tại cuộc họp, Mỹ lặp lại lập trường rằng trách nhiệm đối với cuộc tấn công hôm thứ Bảy liên quan đến Iran và rằng không có bằng chứng nào cho thấy vụ việc đến từ Yemen. Iran đã phủ nhận mọi liên quan đến các cuộc tấn công, cắt giảm 5% sản lượng dầu thô toàn cầu. Ở diễn biến liên quan, khi được hỏi, ông đã thấy bằng chứng chứng minh rằng Iran đứng sau vụ tấn công chưa? Tổng thống đáp lại, chúng tôi đang điều tra theo hướng đó, chúng tôi có một số điều tra khá tốt. Khi được hỏi, ông có muốn chiến tranh với Iran không? Ông đáp, ông không muốn chiến tranh với bất kỳ ai. Ông Trump nói thêm, Mỹ đang xem xét các lựa chọn khác nhau để đáp lại các cuộc tấn công. Ông cũng cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ tới Ả Rập Xê Út vào một ngày chưa được tiết lộ.
Các cuộc tấn công vào các cơ sở ở Aqaba và Khuwait, được cho là nhà máy dầu thô lớn nhất thế giới, đã cắt giảm khoảng một nửa sản lượng dầu của Ả Rập Xê Út, dự kiến sẽ mất vài tuần để các cơ sở tiếp tục sản xuất. Thủ tướng Anh Boris Johnson nhắc lại rằng ông sẽ không yêu cầu kéo dài thời hạn nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu EU, tức Brexit, kể cả khi ông không ký được thỏa thuận. Ông Johnson phát biểu như trên trong cuộc họp đầu tiên với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm thứ Hai tại Luxembourg. Ông Johnson nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận điều khoản trong thỏa thuận mà người tiền nhiệm Theresa May đưa ra liên quan đến kiểm soát biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland. Quốc hội Anh đã liên tục bác bỏ thỏa thuận của bà May, nói rằng điều khoản trên sẽ ràng buộc Anh với EU trong thời gian dài. Ông Juncker cho biết EU sẵn sàng tiếp tục đối thoại, tuy nhiên Anh chưa đưa ra đề xuất mới. Thủ tướng Luxembourg, ông Xavier Bettel nói, đã sắp hết thời gian, vì vậy đừng nói nữa mà hãy hành động. Ông Bettel cũng có cuộc gặp với ông Johnson. Quốc hội Anh đã thông qua dự luật yêu cầu ông Johnson phải đề nghị kéo dài Brexit trong trường hợp không có thỏa thuận. Các đảng đối lập cho biết sẽ có hành động pháp lý nếu Thủ tướng cố tình lờ đi luật này. Sáng ngày 17 tháng 9, Hàn Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus tả lợn châu Phi tại một trang trại gần biên giới với Triều Tiên. Seoul đã ngay lập tức triển khai các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, vật nuôi nhiễm virus tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại một trang trại ở thành phố Paju. Bộ này đã yêu cầu cách ly 48 giờ tất cả các trang trại chăn nuôi lợn trên toàn đất nước kể từ 6 giờ 30 phút cùng ngày. Bộ Nông nghiệp cho biết, bước đầu sẽ tiêu hủy 4.000 con lợn để ngăn dịch lây lan, sau đó sẽ tiến hành tẩy uế 6.300 trang trại lợn trên toàn quốc. Trường hợp nhiễm virus tả lợn châu Phi trên tại Hàn Quốc được phát hiện chỉ 4 tháng sau khi Triều Tiên công bố ca nhiễm đầu tiên hồi tháng 5 năm nay. Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra đối với cả lợn nuôi và lợn rừng. Virus này không có khả năng lây sang người, kể cả khi người phơi nhiễm với sản phẩm động vật nhiễm bệnh không được nấu chín. Khoảng 64.000 hộ ở tỉnh Chiba gần Tokyo, Nhật Bản vẫn mất điện một tuần sau khi bão Faisal quét qua khu vực này. Bão Faisal đổ bộ vào tỉnh Chiba hôm 9 tháng 9 gây thiệt hại nghiêm trọng. Công ty điện lực Tokyo TEPCO đang khẩn trương sửa chữa mạng lưới điện nhưng công việc bị đình trệ ở một số khu vực. Theo tính toán ban đầu của TEPCO, đến hết thứ Hai, quận Wakaba thuộc tỉnh Chiba sẽ còn chưa tới 100 hộ bị mất điện. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 500 hộ ở khu vực này chưa có điện do việc di rời cây đổ mất nhiều thời gian hơn dự tính. TEPCO cho biết tại một số thành phố và thị trấn, việc khôi phục đường điện có thể phải mất thêm một tuần nữa cho đến ngày 27 tháng 9. Đối với các khu vực đã có điện trở lại, TEPCO cũng cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ dây điện bị hư hại do bão có thể gây cháy nổ. TEPCO khuyến cáo người dân những nơi chưa có điện, nếu định rời nhà trong thời gian dài thì nên tắt hết cầu dò điện. Chính quyền Thái Lan đã giải cứu gần 150 con hổ trong chùa hổ sau khi dư luận gây sức ép, cáo buộc nơi này buôn bán động vật hoang dã. Chùa hổ, ngôi chùa Phật giáo ở tỉnh phía Tây Bangkok, từng là nơi khách tham quan có thể chụp selfie hay vuốt ve với hổ. Một nhà chức trách từ Cục Công viên Quốc gia, Động vật Hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan thông báo mới đây rằng những con hổ được giải cứu và đưa đến hai khu bảo tồn của nhà nước, tuy nhiên chúng nhanh chóng bị nhiễm virus. Theo người đứng đầu cơ quan bảo tồn cho biết, khi tiếp nhận lũ hổ, họ nhận thấy chúng không hề có khả năng miễn dịch do quan hệ cận huyết. Họ chỉ có thể chữa trị khi các triệu chứng xuất hiện và không tiết lộ bao nhiêu con hổ đã chết. Nhưng đài PBS của Thái Lan đưa tin 86 trên tổng số 147 con hổ được giải cứu đã không thể sống sót. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua địa chỉ website hoabinhtv.vn hoặc kênh YouTube HBTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.